phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Em sao vậy? Tự nhiên em chóng mặt cái buồn nôn quá. Sáng giờ em có ăn gì lạ không? Em có ăn vài món nhá. Từ từ thôi. Để anh đưa anh đi viện nhé, khám xem sao. Anh, em sao rồi? Em có sao không? Em đưa anh xem nào. Có thật là anh sắp được làm bố không? Anh cảm ơn em, anh vui lắm. Đau không? Anh xin lỗi. Em có sao không? Từ giờ em phải đi nhẹ, nói khẽ. Em đừng làm gì cả. Em muốn làm gì cứ bảo anh làm cho nhá. Giờ em có thấy đói không? Mình đi ăn cái gì? Vậy em muốn làm gì không? Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi à. Được, anh đưa em về nghỉ nhá. Nhưng mà cửa đường này mà. Anh quên mất. Nào đi, cẩn thận, từ từ thôi.